Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Nếu hãng Honda ra mắt SX O-New 2025 vào cuối năm nay, anh em nghĩ sao? Đến hẹn lại lên, trải qua chu kỳ 5 năm thì hãng xe Nhật Bản Honda sẽ bán mạng một cái mẫu xe hoàn toàn mới vào cuối năm nay. Theo tôi nghĩ, nhiều khả năng đó chính là cái chiếc SX O-New 2025 với những thay đổi về mặt kiểu dáng bên ngoài, động cơ, công nghệ và tiện ích. Theo tôi, khả năng lớn về một cái mẫu SX O-New 2025 có thể được xảy ra vào cuối năm nay. Nếu nhìn vào quá khứ, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hãng xe đến từ Nhật Bản sẽ trình làng mẫu hệ mới của hãng xe tay ga cao cấp theo cái chu kỳ là 5 năm. Lấy ví dụ như cái chiếc Honda SX 2012, Honda Nam cũng đã ra mắt thế hệ mới này với nhiều thay đổi kiểu dáng khi so với trước đó. Và sau đó, đến cuối năm 2016, hãng tiếp tục ra mắt cái phiên bản SX 2017, nó mới mẻ hơn về mặt màn hình. Và đến cuối năm 2019, hãng xe Nhật Bản sẽ tiếp tục trình làng cái mẫu SX 2020 với thiết kế khác biệt đi kèm với khối động cơ mới và được tận dụng đến tận hôm nay. Bên cạnh đó, mỗi năm hãng xe đều ra mắt những cái phiên bản mới với một vài thay đổi nhẹ, chủ yếu về mặt màu sắc, tem xe hoặc trang bị thêm nhằm tạo ra cái sự mới mẻ và khác biệt. Tuy nhiên, đó chỉ là những cái bản nâng cấp nhỏ chứ chưa gọi là một cái phiên bản nâng cấp toàn diện. Do đó, với những thay đổi kể trên, tôi tin rằng khả năng vào cuối năm nay, Honda sẽ bán mạng SX 2025 hoàn toàn mới với những thay đổi khác biệt về mặt thiết kế, nâng cấp thêm trang bị. Thêm một cái cơ sở khẳng định ở trên, tôi cũng đã nhận thấy Honda từ nó mắc các mẫu xe mới trong cùng năm. Chẳng hạn như cái chiếc FX 2007 mới cũng được ra mắt cùng năm với cái chiếc SX 2017. Sau đó là FX 2020 hoàn toàn mới cũng được ra mắt vào điểm cái chiếc SX 2020 được vén màn vào cuối năm 2009. Nhìn lại năm nay thì việc Honda Dip 2005 cũng được ra mắt phiên bản nâng cấp mới sẽ tăng thêm cái sự tin tưởng của tôi về một cái dòng là O-New SX 2005 sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Hiện tại chưa có bất cứ thông tin rò rỉ về thiết kế, nhưng chúng ta có thấy qua một vài góc ảnh được đồn đoán từ rất nhiều cái trang thông tin nước ngoài, có thể cái đầu đèn của chiếc SX 2005 có sự tinh chỉnh nhằm mang đến cho chiếc xe một cái diện mạo hiện đại hơn. Rất có thể phong cách làm đèn này theo cái hướng phát triển tương tự như các mẫu như SCE Concept hay các mẫu xe điện như là CUVE vừa được ra mắt gần đây. Phong cách này nhằm định hình và thống nhất thiết kế giữa các mẫu xe của hãng trong cái tương lai sắp tới. Bên cạnh đó, tôi hy vọng cái chiếc SX 2005 sẽ được trang bị một loạt những cái công nghệ tiên tiến như hệ thống cái đèn Fondex, đồng hồ LG đơn sắc có thể chuyển qua cái đồng hồ TT cùng với khả năng kết nối với RoadSim, chiều Cardinal Smart Key, hệ thống kiểm soát kéo HSTC, hệ thống phanh ABS 2 kinh, v.v. Về mặt vận hành, cái chiếc SX 2005 được kỳ vọng sẽ được nâng cấp động cơ theo một cái hai cái hướng, một là cái bản nâng cấp lên dung tích là 175cc, còn lại là cải tiến động cơ 160cc với hiệu suất tốt hơn. Theo như anh em, O-New SX 2005 liệu có xuất hiện trong năm nay hay không? Và những gì mong chờ của anh em đối với cái chiếc SX 2005 như thế nào? Hãy chia sẻ ở phần comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.